giải phương trình vi phân y phẩy trừ 2y bằng x mũ 3 nhân y bình. Ký hiệu phương trình này là phương trình 1. Trước tiên là với y bằng 0, ta thấy nó là một nghiệm của phương trình 1 ở mãn. Bây giờ với y khác 0, ta chia cả hai vế của phương trình 1 cho y bình phương thì ta sẽ được phương trình đó là gì ạ? Chia cho y bình phương thì sẽ được là y mũ trừ 2 nhân y phẩy trừ 2x nhân y mũ trừ 1 bằng x mũ 3. Ký hiệu phương trình này là phương trình 2. Bước tiếp theo ta sẽ đặt z bằng y mũ trừ 1. Đây là phương trình Bernoulli. Cách làm ta sẽ đặt z bằng y mũ trừ 1. Lấy đạo hàm hai vế theo x thì ta sẽ được z phẩy sẽ bằng trừ y mũ trừ 2 nhân y phẩy. Đến đây ta thay lại vào phương trình 2 thì ta được phương trình là trừ z phẩy trừ 2xz bằng x mũ 3 nhân cả hai vế với lại trừ 1 thì ta sẽ được phương trình đó là z phẩy cộng 2xz bằng trừ x mũ 3. Hiệu phương trình này là phương trình 4. Đây là phương trình vi phân tuyến tính cấp 1, ta biết cách giải. Để giải được phương trình 4 thì ta sẽ giải phương trình thuần nhất tương ứng. Phương trình thuần nhất của phương trình tương ứng của phương trình 4 đó là z phẩy cộng 2xz bằng 0 hay tương đương với là dz trên dx bằng trừ 2xz. Tương đương tiếp đó là dz trên z bằng trừ 2x dx. Này là tích phân hai vế nên thì ta sẽ được là gì ạ? Loga nepe của trị độ của z bằng trừ x bình cộng loga nepe của trị độ của c, trong đó c là hằng số. Thế nên ta mũ e hai vế thì ta sẽ được là z sẽ bằng c nhân e mũ trừ x bình. Chú ý chỗ này là mũ e hai vế và được ký hiệu đây là 5. Đến đây coi c là hàm theo biến x, lấy đạo hàm hai vế theo x của phương trình 5 theo x thì ta sẽ được z phẩy sẽ bằng dc trên dx nhân e mũ trừ x bình cộng với c nhân với trừ 2x nhân e mũ trừ x bình, đây là 6. Vậy thay 5 và 6 vào 4, thay 5 và 6 vào phương trình 4. Đấy, phương trình 4 là phương trình là z phẩy cộng 2xz bằng trừ x mũ 3. Thay 5 và 6 vào phương trình 4 thì ta được phương trình dc trên dx nhân e mũ trừ x bình cộng c nhân với trừ 2x nhân e mũ trừ x bình cộng 2x nhân c nhân e mũ trừ x bình bằng trừ x mũ 3. Đến đây ta thấy có hai đại lượng là c nhân với trừ 2x nhân e mũ trừ x bình cộng 2x nhân c nhân e mũ trừ x bình là rút gọn được. Vậy chỉ còn phương trình đó là dc trên dx nhân e mũ trừ x bình bằng trừ x mũ 3. Hay dc rút ra sẽ bằng là trừ x mũ 3 nhân e mũ x bình dx trừ mũ 3 nhân em mũ bình đấy. Đến đây ta phải lấy tích phân hai vế thì ta sẽ được c sẽ bằng tích phân của trừ mũ 3 nhân em mũ bình phương đấy. Đến đây ta phải đi tính cái tích phân của trừ mũ 3 nhân em mũ bình phương đấy. Để tính tích phân này thì c chính là bằng trừ đi x nhân với x bình phương nhân em mũ bình phương đấy. Ta thực hiện đổi biến đặt x bình phương bằng t. Vi phân hai vế ta được 2x dx bằng dt, hay suy ra x dx bằng dt trên 2. Ta thay vào c ở bên trên thì ta được c bằng trừ 1 phần 2 nhân với tích phân của t dt nhân t nhân em mũ t dt. Đến đây ta lại tích phân từng phần một lần nữa, đặt u bằng t, em mũ t dt bằng dv thì ta được là du bằng dt, v bằng em mũ t. Vậy thì c sẽ bằng trừ 1 phần 2 nhân với lại t e mũ t trừ đi nguyên hàm hay tích phân của e mũ t dt rồi bằng trừ 1 phần 2 nhân t e mũ t trừ e mũ t cộng với hàng số c1. Thế đây ta thay lại cái biến cũ ban đầu là t bằng x bình phương thì ta được c bằng trừ 1 phần 2 nhân x bình nhân e mũ x bình phương trừ e mũ x bình phương cộng c1. Đến đây các em chỉ việc thay cái c giá trị c này vào 5, thay c vừa tìm được vào phương trình 5 này vào 5 thì ta sẽ được z
bằng C1 nhân E mũ trừ x bình trừ đi 1 phần 2 nhân với x bình trừ 1. Đây, giá trị Z này thì chính là nghiệm tổng quát của phương trình 4. Nghiệm tổng quát của phương trình số 4. Nghiệm tổng quát của phương trình số 4 là phương trình mà sau khi đã đổi biến Z bằng y mũ trừ 1, Z bằng y mũ trừ 1 rồi. Sau khi đã đổi biến Z bằng y mũ trừ 1 thì được phương trình 4. Vậy, nghiệm Z bằng C1 nhân E mũ trừ x bình trừ 1 phần 2 x bình phương trừ 1. Đến đây ta phải thay lại cái ẩn ban đầu cần tìm, ẩn hàm ban đầu cần tìm đó là y của phương trình 1. Ta được nghiệm tổng quát của phương trình 1 hay là tích phân tổng quát của phương trình 1 sẽ là 1 trên y bằng C1 nhân E mũ trừ x bình trừ 1 phần 2 nhân x bình trừ 1. Đây là ví dụ này là minh họa cách giải phương trình Bernoulli bằng cách là đưa về phương trình vi phân tuyến tính cấp 1.